Rồi, ok, chào các bạn, mình là Lâm Bách Hợp. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiểu phỉ tiếp ha. Tức là chúng ta sẽ đi diệt trừ giặc cướp. Rồi, tất nhiên là nhưng mà khác với lần trước là mình cầm quân cho Sokabe, còn hôm nay chúng ta sẽ cầm quân của nhà Hojo các bạn không? Và tất nhiên để tránh các bạn nói là mình quá mạnh so với đối phương thì bữa nay mình sẽ để cho lực của mình yếu hơn một chút. Và bởi vì mình sẽ không có samurai trong đội hình. Mấy ông này thì mình không biết là có tính là samurai hay không, mình thôi cứ coi như là mấy ông nông dân mà giàu có đi, tại vì sao thì ngựa chiến ngày xưa cũng không phải ai cũng có tiền mua. Thì chủ yếu là lần này mình sẽ dùng tới cái đội pháo binh này của nhà Hojo các bạn, mấy anh motor này nè. So với lại mấy cái anh mà bắn pháo bự á, ý là xin lỗi các bạn, bắn cái rocket á, thì tầm bắn của mấy anh này xa hơn được 50 điểm, tức là 300 điểm này là gấp đôi tầm bắn của cung á nha các bạn. Tuy là tốc độ bắn lẫn độ chính xác là kém hơn, tốc độ nạp đạn là kém 10, còn độ chính xác là kém 5, nhưng mà nhìn chung thì cũng không sao cả các bạn, tại nó bắn xa hơn mấy cái chỉ số này phải giảm xuống mới công bằng. Với lại quan trọng hơn hết là đạn nó nhiều hơn. Rồi, ok. Chúng ta vào trận thôi. Ai chà, ta bắn xa quá. Mà khoan đã, không nên bắn lúc này nguy hiểm. Loạt đạn đầu rồi hụt tại nó rút lui, với lại tầm bắn đó mình bắn xa quá các bạn, nó không có phát huy được hiệu quả. Đây mình cứ đứng bên bờ sông mình bắn qua thôi là được. Đưa ra góc này xíu để cho kỵ binh nó có chỗ nó triển khai lực lượng. Nói chung là xa thì có pháo vô, gần gần hơn thì có cung. Nhưng tới khi mà nó vô giáp chiến thì mình dùng lính giáo mình chặn lại cho kỵ binh đánh kẹp lại từ bên sườn nữa là ok. Thậm chí nó được thì tập hậu, tướng thì cứ đứng đằng sau búp thôi. Nói chung đây là cách đánh mà đảm bảo an toàn cho tướng các bạn. Nhiều lúc cho tướng xung phong á nó lại rất nguy hiểm. Tướng trong game này nhìn chung thì mình đánh giá là dễ chết, tại đa phần lính nó cầm thương mà các bạn, lính cơ bản là cầm thương cho nên nó là rất là nguy hiểm đến cho tướng xung phong. Thành ra tốt nhất là chúng ta cứ để cho tướng đứng sau búp cho quân được rồi, đừng để tướng chết, nguy hiểm lắm. Ok, chúng ta đã đánh lấn dần lên thôi. Nó khôn quá, nó cứ lui 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 dần thôi. Rồi, đã thế mình cho quân tiến sang luôn cũng được. Để chỗ này cũng tương đối rộng các bạn, nó không có bị như ngày hôm qua. Mình triển khai lực lượng ở đây được. Rồi, cho nó chạy qua luôn cũng được. Rồi đây bắt buộc nó phải xung phong, còn thôi nó sẽ chết. Mà riêng tướng thì đi từ từ qua thôi. Kỵ binh thì bố trí hai cánh nào. Rồi, ok. Nhìn chung nó cũng không dám đánh mình các bạn thấy không? Pháo binh mình sẽ trực tiếp điều khiển cho chắc ăn. Tất cả nhớ gài cái này nha, để tránh nó đánh xong nó chạy, nó dí đối phương á. Chúng ta cần phải đảm bảo là quân chúng ta giữ được cái đội hình. Rồi, nhìn chung thì đã vô tầm bắn rồi, bây giờ bắt đầu mình bắn nè. Mấy anh cầm súng nó đang đứng để coi. À đây là cái đội nhà sư cầm súng của Kiki nè, nó khả năng tao tầm bắn lên khá là kinh. Nhắm bằng này bắn trước.
Rồi bắn đi anh em. À, mấy con mấy cây này khác gì cối 60 ly thời hiện đại đâu chứ. Có điều tất nhiên là hiệu quả thì không bằng. Nói chung là đụng phải mấy thằng này mà không có công sự là chết chắc luôn. Rồi ok, nhắm qua tới mấy anh cầm cung này. Mấy thằng Boronin này là nó ngang hàng với lại mấy thằng Samurai cầm cung luôn á nha các bạn, không đùa đâu. Đây chúng ta cứ phá dần lực lượng của đối phương thôi, nó không chịu xông lên thì mình bắn. Nhà chính nó đang ở đây luôn nè. Nó tưởng nó núp sau công trình gì đã làm khó được cái chiến công của mình mà mình đâu có ý định đánh chấp chiến với nó. Đúng không các bạn, không? Đôi khi nó tuy là đạn nổ nhưng mà nó không hiệu quả cho lắm. Nhưng mà giờ thời điểm này chúng ta cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Vẫn là dạng chúng ai nó chết thì cái mức độ lan nó không có cao. Rồi đây bắn xong loạt này nữa là ta lấn đội hình lên nào. Đạn còn phân nữa à? Không, chỉ còn 3 viên thôi, còn 3 loạt bắn nữa. Đó, các bạn thấy nào, đã không? Nhà Hozo đây là chính là sức mạnh nhà Hozo đó. Không phải chỉ có mấy anh ném lựu đạn đâu, còn có thêm mấy anh này nữa cũng khá là kinh khủng. À, từ chúng ta đang đẩy quân lên, không cần phải vội. Nói chung là đừng để quân chúng ta mệt nữa. Nãy mình cho chạy lên là mình cũng hơi liều nhưng mà cũng không sao. Nó lui lại rồi thì mình cứ lấn vào đây, là nó đánh lấn dần trận địa đó các bạn. Đây thằng đã hình như mình vừa thấy chị mấy thằng ninja, nó cho ninja bọc hậu mình. Nó đang tính chơi móc tướng của mình. Hoặc là nãy chỉ là vừa mới là cái bug game, nó vô tình nó nhảy lên thôi. Hoặc là đối phương thật sự nó đang đánh móc mình đó. Tại mấy thằng ninja nó có chiêu tàng hình. Khoan cho nó đứng núp ở đây đi cho chắc ăn. Cho nó đứng phía sau này nó bảo vệ đội hình nào. Giờ không cần vệ sườn nữa. Chỗ này nó hẹp rồi, không cần. Không thấy thằng ninja của nó đâu nha, hơi nguy hiểm nha. Rồi đây, bắn. Mấy thằng đó chỉ là mấy thằng kiếm sĩ thiếu nợ thôi. Rồi mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu dàn lực lượng ở đây được rồi. Rồi đây cho tướng bật cái này lên để coi nó búp được cái gì cho mấy thằng này. Ồ, búp được khá khá đó chứ. Ồ, nãy bật cái này lên sớm là hiệu quả hơn rồi. À cũng không nhiều lắm, thằng này nó được chỉ rồi nó mới nhiều thôi. Mấy thằng này được, thằng này được cộng hay được chính xác à. Rồi ok, nó cũng được. Nhưng mà được cái gì thì mừng cái đấy. Mà lính mấy anh này là không thuần chất là nông dân nha các bạn, còn có nhà sư trong đó nữa. Mấy thằng nông dân á, mấy thằng nông dân cầm thương nữa bạn, nó bên cạnh là nông dân nó còn có mấy thằng nhà sư nó quấn khăn. À, hết đạn rồi. Còn được loạt cuối cùng. 140, 94, 45 đội và số 3 này bắn hơi bèo.
Chúng ta chính thức hết đạn các bạn. Rồi cho mấy anh cầm thương này lên chiếm điểm rồi. Khoan, nguy hiểm, nó có súng, nó vẫn còn súng, mình không có càng ẩu được. Chỗ này khó bố trí quân quá. À, nó bắt đầu nó bắn tên lại mình rồi đó. Mấy thằng này giờ phế rồi. Rồi thằng này bắn cung đúng không? Rồi bắn lại. Bật lửa lên. Chấp nhận cho mấy thằng này làm khiên thịt thôi chứ cô không có cách nào khác. Mấy thằng này có giáp rồi nó hơi trâu tí. Nó đang bắn quân mình đấy. À đây mấy ông sư đây ưu tiên bắn trước tại mấy ông sư này không có không có giáp. Mấy thằng này đứng chịu đợi chịu đòn xíu đi. Nó chạy rồi, tại mình cung tên mình vẫn đông hơn. Đây bật cái này lên cho bút cho mấy thằng này coi. Cũng không lên được nhiều mà cũng được. Mấy thằng này nó không có khi nào bắn theo hàng nha các bạn, mà nó chỉ có tăng tập bắn thôi. Rồi Hoàng anh em lui lại. Vũ nó tiến lên. Đừng ra khỏi tầm ảnh hưởng của tướng là được. Bật cái này lên nào. Chống chạc. Nó đứng về thì tỷ lệ trúng của mình không cao lắm. Nhưng mà không sao, nó sợ nó bỏ chạy là được. Còn nó bắn lẻ tẻ về phát thì cho mấy thằng kia chịu đòn vậy. Rồi ok, nó mất cờ rồi. Tới lượt mấy ông này. Yari Ronin nữa. Loại mấy cái thằng mạnh trước, không là mình khó đánh lắm. Đây mình chuyển qua mình bắn tạc sườn đó. Tướng mình cũng lên ngựa luôn. Rồi mấy ông này cứ đứng đây canh chừng đi, đề phòng ninja nó móc nãy mém tí nữa phát hiện được ninja mà như nó chưa dám xông vô hay sao ấy. Rồi búp cho anh này một cái. Rồi bắn cho tôi.
nó không dám xông lên là nó dở, mặc dù nó đông hơn. Thật ra ngay từ đầu mà nó ào lên nó đánh thì cũng chưa chắc mình thắng đâu, tại vì quân nó đông hơn mình mà lính nó cầm cầm kiếm nữa, nó bị động, nó phòng thủ cho nên nó mới thua. Không chết nhiều lắm, nói chung là cung tên mấy thằng này bắn không hiệu quả. Rồi khoan ngưng bắn. Tiến lên một tí. Rồi cứ thế mà lấn dần trận địa thôi các bạn. Đối phương không chịu tấn công thì đó lại là cái lợi cho ta. Tại cái lối đánh lấn dần trận địa này của mình là mình học theo cách đánh của người Anh. Họ không có đánh theo kiểu mà đánh ào lên đâu, họ cứ vừa bắn vừa tiến lên kiểu này thôi. Đây cho mấy thằng này nó ra đây nó đứng đi, bảo vệ mấy con ngựa của tướng giùm tôi. Ở đây nó còn thương nè, thành ra là mình chưa có cho kỵ binh xông lên được. Hoặc là mình cho kỵ binh ra đây đứng. Có gì có mấy thằng này chịu đòn từ mấy thằng ninja trước, cho tướng lên ngựa hút ninja là được. Cái này là phải cẩn thận đạn dược, là chúng ta chiến kiểu này là dựa vào đạn dược nhiều lắm. Hết đạn giữa chừng là ta mệt đó. Lính nó cầm kiếm còn nhiều nữa, nhưng mà mình phải loại mấy cái thằng này. Nó còn đông thì tên mình bắn trúng nhiều, còn mà nó khoan, anh em bình tĩnh, các bạn chơi đừng có ngại chụp hình giống vậy. Rồi ok, ta bắn thằng khác xong, thằng này lên giáp chiến cho tôi. Ok, đây nó chịu xông lên rồi các bạn, giáp chiến. Rồi lên đổi đội hình lên xúc tướng nó luôn. Đây mấy thằng cùng chuyển đội hình đó, hay lắm, tuyệt lắm. Đám một anh này chạy qua đây hỗ trợ, một anh xông lên đây không cho nó phá cái phòng tuyến của mình ở bên này. Nó cầm kiếm nhưng mà tinh thần của nó thấp. À thật ra mấy thằng này tinh thần cao chứ không có thấp đâu, nhưng mà tướng nó chết rồi. Rồi ok, nó tan rồi các bạn. Rồi ok, sau cùng chúng ta cũng thành công trong việc chiếm đồn. Mất của mình cũng phải mười mấy phút, gần 20 phút chứ không đùa đâu. Mấy thằng ninja chắc cũng chạy luôn rồi. Ok, nói chung là nãy giờ ninja nó không tìm được sơ hở để nó đột kích các bạn. Thật ra nó đánh liều vô thì cũng chưa, mình cũng chưa tổn thất nhất định đó, nhưng mà nó không dám. Mấy thằng ninja này chắc cũng không phải là mấy thằng ninja cao cấp rồi, không dám liều mạng xông vô. Để coi tướng mình thì như mình nói đó, để hỗ trợ, thành ra không giết được ai hết. Mấy thằng này thì bắn rồi nó là quá ngon luôn, không thể nào chê vào đâu được. Tuy là nó không có cái tạo ra được cái sát thương lửa thôi, nhưng mà thôi cái đó cũng không cần. Cái này không phải là Warhammer mà lửa với băng ở đây. Rồi ok, nói chung là mấy anh Yari này thì không có giết được nhiều lắm, mà tại chủ yếu đứng thủ. Mấy thằng cung này thì nó bắn được kha khá nè. Thằng này chắc bắn được ít là do nó bị cái gì ta? À nó bị che tầm bắn á, thì bắn nó dính lại bên mấy cái công trình, mấy cái vật cản đồ. À, để coi còn hai cái ông kỵ binh này thì đánh cửa nãy nhào vô hút được tướng. Một ông 98 chắc ông nói hút được đầu tiên, ông này đi sau nên đỡ tốn thất hơn, nhưng mà lại giết được nhiều hơn. Mấy thằng này của đối phương thì hầu như chỉ có mấy thằng Katana Ronin này nó chém được nhiều thôi. Còn tướng thì mới đánh được mấy thằng kỵ binh của mình là xong rồi, gục luôn rồi. Mình cho kỵ binh nó làm cái đội hình tâm giá, nó hút vô mà tướng cũng đâu chịu thấu.
Ở đó là hai đội mới đánh được tướng, nhưng một đội cũng chưa chắc mình thắng đâu. Rồi mấy thằng này đến mãi phút cuối mới chịu nhào nó đánh nè. Tại cầm cung với thằng cầm súng này thì nó bắn được khá khá. Tại nãy là thằng này thì nó móc, nó bắn được là thằng nông dân của mình. Thằng này thì nó bắn được nhiều hơn chút. Thằng cái Soul Ninja này thì chắc nãy là thấy đột kích được quay về rồi. Thành ra phút sau nhào lên thì đánh được mình tí. Nhưng mà nhìn chung thì cũng không tạo được thắng lợi. Nhưng mà riêng cái đội này thì nó khá là thành công á. Tại nó 45 đứa mà nó giết được 46 đứa, nó mất có 15 lính thôi. Và khi mà nó thấy thế trận nó không xong rồi là nó bỏ chạy luôn. Thành ra có thể nói đây là cái đội mà thành công nhất của đối phương á. Thằng này cũng không thành công lắm đâu. Tại nó 90 đứa mà nó giết được có 64 đứa mà nó mất tới 75 lận. Cầm súng mà để chết nhiều giống vậy là dở rồi. Ok, còn mấy anh chiến sĩ thiếu nợ này thì chạy lẹ quá. Mấy anh này thì mấy anh nông dân ngầm giống của mình, nó khác cái là nó bị trừ một điểm công thì nó tăng một điểm tinh thần thôi. Nói chung là mình cũng không biết cái là bạn nào mà chơi chơi kỳ rồi, thật ra mình cũng chơi chơi kỳ rồi nhưng mà mình chưa thấy được cái hay của thằng này. Tại vì thực chất nó bị giảm một điểm tấn công thì rất là đáng ngại, trong khi đó nó tăng một điểm tinh thần thì mình chưa thấy có nhiều giá trị lắm. Bạn nào hiểu cái cách đánh của chơi kỳ này nói giùm mình nha, chứ mình thấy cái tinh thần chiến đấu này thì đôi khi nó cũng không thực sự hay đâu. Ví dụ nó tăng được thêm 3-4 điểm thì thật sự là quá hay, quá tuyệt vời, mình thấy rõ cái chức năng luôn. Nhưng mà cộng thêm một điểm tinh thần mà trừ một điểm tấn công thì nó tào lao quá. Thà rằng là đừng trừ điểm tấn công thì cộng một điểm tinh thần mình thấy nó có giá trị. Nhưng mà đã tăng một điểm tinh thần mà lại giảm một điểm tấn công thì không ổn một tí nào hết. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lá Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.